theo này mình sẽ chuyển luôn cùng các bạn nhé, đến câu 13. Ok không? Đây, trong video này mình sẽ chưa nốt câu 13 này. Câu 13 ta cùng xem. Câu 13. Đó. Câu 13 ấy là đây là gì? Một câu phân tích tình huống, đúng không? Phân tích tình huống 2 điểm. Thì cái này mình cũng chỉ các bạn rất là nhiều trong các video trước rồi. Đó. Và đây các bạn thấy này. Sinh viên này được phép sử dụng giáo trình kinh tế vi mô, tức là đi thi các bạn được mang giáo trình vào, đúng không? Thì thật ra rất là dễ thôi, đúng không? Đây mình sẽ cùng xem nhá. Đây chúng ta cùng đọc đề này, nick tình huống này. Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom hôm 14 tháng 6 năm 2022 tuyên bố giảm 60% nguồn cung khí đốt. Đấy, các bạn nhớ nhá. Thực tế chúng ta gạch chân mấy cái nói về cung cầu nhá, thì các bạn gạch chân vào đấy. Ở đây này, chúng ta thấy đoàn này ấy, thì tuyên bố giảm 60% nguồn cung đấy sang châu Âu qua tuyến đường ống. Với lý do là gì? Tua bin nén khí được đưa đi sửa chữa ở Canada và chậm chế giao do lệnh trừng phạt vào Nga. Đấy, Nordland là một đường ống chính dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Bên cạnh đó là gì? Các nước châu Âu đẩy mạnh việc mua khí đốt. Đấy, đẩy mạnh việc mua tức là gì? Là cầu tăng. Đúng không? Các bạn hiểu này không? Đẩy mạnh việc mua mà tức là mua nhiều hơn, nếu phải cầu tăng không? Đấy, còn trong khi đó là gì? Tuyên bố giảm 60% nguồn cung khí đốt tức là gì? Cung giảm, tức ở đây là cung giảm và cầu tăng. Được không? Đấy, các bạn đọc một cái đề ấy, ở trong một câu phân tích tình huống thì các bạn biết là cung như nào và cầu như nào thì chúng ta mới làm được. Được không? Đấy mà thật ra đọc nó rất là dễ thôi này. Đấy, tập đoàn năng lượng quốc gia Nga tuyên bố giảm 60% nguồn cung thì bạn sẽ biết là gì? Đây là một cái câu nói, tức là để chứng minh là cung giảm thôi, đúng không? Đấy, và ở dưới người ta giải thích một loạt thì nó chẳng có gì cả. Đây là bên cạnh đó các nước cho đẩy mạnh việc mua khí đốt, tức là cầu tăng, đúng không? Ok nhá. Hay sử dụng kiến thức và đồ thị cung cầu để phân tích tác động của các sự kiện trên đến giá khí đốt. Ok, bây giờ chúng ta xem này, giảm nguồn cung khí đốt bởi lại mua khí đốt nhiều hơn là cầu tăng, cung giảm và cầu tăng thì ảnh hưởng đến giá khí đốt như thế nào, đúng không? Mở rộng và liên hệ thực tiễn. Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn nhé, là hãy sử dụng đồ thị cung cầu để, đây, mình sẽ xem mà tác động đến giá khí đốt như thế nào. Còn mở rộng liên hệ thực tiễn thì các bạn sẽ tự mở rộng và liên hệ thực tiễn, được không? Đấy, ta có thể mở rộng liên hệ thực tiễn ấy, cuộc chiến tranh này, các thứ, đúng không? Đấy, và giá trên thị trường nó sẽ như nào khi mà thiếu nguồn cung như thế này, đúng không? Ok nhá. Thì đây, bây giờ mình sẽ cùng làm với các bạn nhá. Đấy, thật ra chúng ta làm rất đơn giản thôi. Đấy, nói từng ý một ra, đúng không? Đây, mình sẽ làm như là một câu, ví dụ mình đi thi mình sẽ làm như nào nhá. Đây, ví dụ mình đi thi mình sẽ ghi như sau. Đầu tiên này, là gì? Mình sẽ nói câu đầu tiên này ra, đúng không? Để chứng minh là cung giảm. Sau đó mình sẽ nói câu thứ hai chứng minh cầu tăng. Sau đó mình sẽ vẽ đồ thị, đúng không? Ok. Đây, mình sẽ vẽ nhá. Mình sẽ viết nhá. Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga. Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga, đúng không? Năng lượng quốc gia Nga giảm 60% nguồn cung khí đốt, được chưa? Đấy, mình sẽ trích câu này ra, đúng không? Nguồn cung khí đốt. Đấy, suy ra là gì? Suy ra là cung giảm, được chưa? Cung giảm, cung khí đốt giảm ấy. Mà cung giảm thì đường cung của sao? Đường cung dịch trái, đúng không? Cung mà giảm đường cung dịch trái rất là dễ thôi, đúng không? Không có gì khó nhá. Cung giảm đường cung dịch trái, xong rồi. Đó. Tiếp theo này là câu thứ hai mình đã nói rồi, đúng không? Đấy là gì? Các nước châu Âu đẩy mạnh việc mua khí đốt, đúng không? Đấy. Các nước châu Âu lại đẩy mạnh việc mua khí đốt, đúng không? Đẩy mạnh việc mua khí đốt thế nào? Mua khí đốt máy, người ta đẩy mạnh việc mua khí đốt thì cầu sẽ tăng, đúng không? Ok, suy ra này, cầu tăng. Đấy, cầu tăng thì đường cầu dịch sang bên phải, đúng không? Đường cầu dịch phải. Đó, mình thấy thì thường ấy, thì trong cái câu mà phân tích tình huống như này ấy, thì người ta sẽ hỏi mình ấy, vì hai cái nó cùng thay đổi, tức là cung thay đổi và cầu cũng thay đổi luôn, điểm giá phải vẽ ba cái đồ thị ra, được không? Ok nhá. Đó, thì đây chúng ta thấy này, qua hai cái câu phân tích này chúng ta đã biết rồi gì? Cung giảm đường cung dịch trái đấy, và thứ hai là gì? Cầu tăng đường cầu dịch phải đấy. Vậy chốt lại là gì? Đây, chốt lại là gì? Chúng ta có cung giảm và cầu tăng nhá. Vậy thì mình sẽ nói là gì? Trên đồ thị ta có như sau. Đấy, ở đây chúng ta có thể vẽ ba đồ thị ra hoặc vẽ một đồ thị cũng được, đúng không? Nếu vẽ một đồ thị chúng ta phải thể hiện cả ba cái đường này ra, ok không nào? Đấy, thì mình sẽ chia cho các bạn nhá. Đó, mình sẽ vẽ ba đồ thị cho nó đơn giản, đúng không? Mình trong lý thuyết mình cũng thường là vẽ ba đồ thị cho các bạn, đúng không nào? Đấy, thật ra là mất thêm một số thời gian rất là ngắn thôi, thì nó không mất nhiều thời gian, đúng không?
Còn vẽ trên một đồ thị thật ra chúng ta rất là dễ bị nhầm, đúng không? Đấy. Ok, thì mình sẽ vẽ ba cái đồ thị ra nhá. Đây, ba cái đồ thị. Đấy, mình sẽ vẽ ba cái trước ra. Xong tí nữa mình phân tích từng cái cho các bạn, đúng không? Đây. Ba cái đồ thị. Đấy, và trên ba đồ thị thì chúng ta cứ vẽ cung cắt cầu bình thường ấy, đúng không? Cung cầu bình thường, bởi vì để xác định ấy thì chúng ta cũng phải vẽ được cái cân bằng ban đầu ra, đúng không? Cung cầu này, cung thì dốc lên, cầu dốc xuống. Đấy, cung dốc lên, cầu dốc xuống. Cung dốc lên, cầu dốc xuống, không có gì cả, đúng không? Đấy, dòng xuống dòng sang thôi. Xuống này, sang này, đây cũng dòng sang dòng xuống này, đúng không? Đấy cũng vậy. Thế trên nào? Nhá. Đấy, trên này là P, Q đúng không? Đây là P0, đây là Q0. Tương tự như vậy, PQ, P0, Q0. Đây cũng là PQ và P0, Q0. Đấy, mỗi vậy thôi. Vâng, rất là dễ nhá. Rồi chúng ta cùng xem nào. Bây giờ ấy, thì đây, ta biết là cung giảm và cầu tăng rồi, đúng không? Thì nhá, nó sẽ có 3 trường hợp đúng không? Cung giảm và cầu tăng thì nó sẽ có 3 trường hợp là gì? Cung giảm nhiều hơn cầu tăng. Đấy, thứ hai là cung giảm ít hơn cầu tăng và cung giảm bằng cầu tăng, đúng không? Thì chỉ các bạn cách làm này rồi rất là dễ thôi. Đầu tiên mình sẽ nói trường hợp nhá. Đấy, trường hợp 1 này, là cung giảm nhiều hơn cầu tăng, đúng không? Đấy, trường hợp 1 là cung giảm nhiều hơn cầu tăng. Thì nhá, chúng ta biết rồi, cung giảm thì đường cung chắc chắn là dịch trái rồi, cầu tăng thì đường cầu chắc chắn là dịch phải rồi. Nhưng mà cung giảm nhiều hơn cầu tăng tức là gì? Chúng ta vẽ nhá, cung giảm nhiều hơn tức là cung sẽ dịch sang trái nhiều hơn, đúng không? Còn cầu tăng thì cầu sẽ đây dịch sang phải ít hơn thôi, đúng không? Bởi vì đây cung giảm nhiều hơn cầu tăng mà, đúng không? Đấy, thì chúng ta vẽ nhá, cái cung dịch sang trái một đống luôn đi, to đùng đùng luôn đi, nhảy luôn, đúng không? Đấy, được chưa? Đấy, đường cầu nó vẫn còn trên này nhá. Rồi, kéo dài ra. Đấy, cung đấy từ S sang S1 đúng không? Nó rất là xa, như là khoảng cách đôi ta luôn, đúng không? Đấy, rất là xa luôn. Ok chưa nào? Còn cầu tăng ấy thì các bạn vẽ đường cầu dịch sang phải, nhưng dịch phải một tí tí thôi, nhảy thôi. Đúng không? Đó, thì cầu đây là D1 đây đúng không? Tóm lại là cung giảm cầu tăng. Đó là chưa? Đấy, cầu tăng thì nó dịch sang phải. Và chúng ta thấy nhá, hai đường màu đỏ này cắt nhau tại đây đúng không? Tức là cung thay đổi và cầu thay đổi, sau khi thay đổi xong nó cắt nhau tại đây. Đấy, thì chúng ta dòng xuống và dòng sang xác định được là gì? Xác định được giá và lượng cân bằng thôi. Đúng chưa nào? Đấy, tóm lại ta dòng sang nhá, thì chúng ta thấy là gì? Giá tăng đúng không? P1 ở tận trên này cơ, đúng không? Đấy, có Q1 ở đây. Thì tóm lại ta xác định đây là gì? Giá tăng đúng không? Giá tăng và sản lượng làm sao? Sản lượng giảm đúng không? Q giảm. Rồi, đấy trường hợp thứ nhất chúng ta vẽ ra. Tiếp theo là trường hợp thứ hai này. Trường thứ hai là cung giảm, trường thứ nhất là gì? Cung giảm nhiều hơn cầu tăng rồi, thì trường hợp thứ hai là cung giảm ít hơn thôi đúng không? Cung giảm ít hơn cầu tăng, được chưa? Đây, cung giảm ít hơn cầu tăng nhá, thì cung giảm ít cho nên cung chỉ dịch một tí thôi, đúng không? Cung dịch một tí tí này thôi, S thành S1, đúng chưa? Còn cầu ấy, cầu tăng nhiều hơn nó đây, cung giảm ít hơn cầu tăng, tức là cầu tăng nhiều hơn, nó vẽ cầu á tăng một đống luôn đi, khoảng cách rất là xa đúng không? Đấy. Ok, thì đây, D thành D1, được chưa? Khoảng cách đôi ta rất là xa đây đúng không? Rồi, thì từ đây đây. Và chúng ta thấy là gì? Sau cái vẽ sau nó cắt nhau tại đây đúng không? Hai đường một đó cắt nhau tại đây. Dòng xuống và dòng sang chúng ta xác định được là gì? Giá và lượng thôi. Được chưa nào? Thì chúng ta biết này, giá vẫn tăng. Sản lượng thì tăng luôn, đúng không? Tóm lại ấy, từ cái trường hợp này ta xác định là gì? Giá tăng và sản lượng tăng. Được chưa? Đó, cho trường hợp cuối cùng là gì? Tăng giảm nhiều hơn này, giảm ít hơn này, thì bây giờ giảm đúng bằng luôn đúng không? Cung giảm bằng cầu tăng. Chưa? Cung giảm bằng cầu tăng ấy thì chúng ta vẽ ra gì? Cung giảm ấy thì nó dịch trái đúng không? Dịch trái một đoạn như thế này. Đấy, và cầu tăng cũng đúng một đoạn như thế này luôn. Được không? Mà các bạn vẽ làm sao ấy, khi dòng xuống nó vẫn là ở cái quy này là đúng ấy, được chưa? Mà dòng sang. Đấy, thì đây là gì? S thành S1. À, D thành D1 nhá. Đấy, nó cắt nhau tại đây. P thì vẫn tăng thôi, P1 vẫn tăng thôi đúng không? Còn quy đây, đó giấy là gì? P tăng. Còn quy là gì? Quy là không đổi, đúng không? Vậy chốt lại cả ba trường hợp ấy thì chúng ta thấy là gì? Giá lúc nào cũng tăng, đúng không? Giá lúc nào cũng tăng luôn. Còn cầu ấy lúc tăng lúc giảm nó không đổi, vậy tóm lại ta chốt lại là gì? Vậy giá khí đốt sẽ tăng đúng không? Thế đốt là cái đốt tăng rất là dễ đúng không nào? Đây. Đấy, chúng ta thấy là gì? Tác động của việc như này đến giá khí đốt, chúng ta biết là giá khí đốt tăng rồi, đúng không? Còn liên hệ này thì các bạn sẽ liên hệ nhá. Đấy, liên hệ mình thấy là chỉ được 0,5 thôi, đúng không? Hãy chỉ các bạn liên hệ nhau liên hệ thôi, đúng không? Ok. Đó, thì qua đây nhá, mình đã chơi các bạn xong này, ở video này mình đã chơi các bạn xong cái phần 2 la mã cũng như là phần 3 la mã rồi, rất là dễ thôi đúng không nào? Ok nhá.
Đó thì thật ra ấy, cái đề nó cũng không khó đâu. Đấy, chúng các bạn cứ ôn tập đấy, như cái mấy cái mình đã chỉ rồi đấy thì nó rất là dễ đúng không? Không có gì khó cả. Ok không nào? Vậy nhá. Đó vậy video của mình hôm nay dừng lại tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau thì mình sẽ cùng các bạn chữa nốt này. Đấy, đấy một bài tập nhá. Đấy mình sẽ xem là gì. Nếu mà chữa được hết thì mình sẽ chữa luôn trong một video. Còn nếu mà nó bị dài quá thì mình sẽ chữa trong hai video. Ok không? Ok nhá. Đó, thì hôm nay video mình ở đây thôi. Xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye. We'll be right back.